tâm đến từ anh Phương. Xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới tất cả các bác đang theo dõi kênh sóng của anh Phương. Lần đầu tiên cho phép anh Phương xin gửi lời cảm ơn tới các bác đã ủng hộ anh Phương rất nhiều hàng. Và hiện tại thì anh Phương đang cho đóng mấy anh em lại tranh thủ quảng cáo hả? Cái này sao lên TV ta? Không sao đâu. Hiện tại thì anh Phương đang cho đóng một quả súp 418 Pro hàng xịn để gửi về thành phố Hà Nội thân yêu. 418 hàng xịn, giá của nó rơi vào tầm 19.500.000 đồng một quả. Bên này chúng ta sẽ có một đôi 738 ngày hôm nay được đóng vào Bình Dương, Thuận An, Bình Dương. Và tiếp tục là những quả súp Barado cũng được đóng đi. Đây là đơn hàng buổi sáng ngày hôm nay. Và trước mắt các bác ngày hôm nay em sẽ lên sóng bán giao lưu. Đây là một trong những đôi loa với chất âm cực kỳ hay và giá thành ngày hôm nay thì chắc là ngất ngây luôn. Đôi này thì không gian đánh cực rộng, anh em nào đánh sân vườn hoặc là anh em nào đi sự kiện hoặc là hát cho nhau nghe thì ngày hôm nay chúng ta có duy nhất một đôi loa được bán với giá cực kỳ yêu thương. Đôi này thì nó bao không gian cực tốt, kể cả các bác không cần chơi súp nó đã đẳng cấp rồi. Các bác thấy một đôi loa duy nhất không ánh súp mà nó đẩy ra cực kỳ xa, tiếng bát tròn trịa như là em gái 18 tuổi đôi mươi vừa lớn. Nó tròn đến mức độ như thế các bạn. Xin báo cáo các bác là đôi loa này được mang thương hiệu từ loa JBL với mã sản phẩm là 4731X. 4731X với cấu hình của nó là 2 bát 30 từ 22 côn 100 và chép của nó cũng từ 22 côn 100 luôn. Đây là dòng loa sử dụng cho phân khúc anh em đánh gia đình hoặc sự kiện. Nó không quá chối quá sốc như dòng loa 4733 mà nó rất là mềm màng, tiếng bát vừa đủ để chúng ta cảm nhận được là độ tròn, độ chắc và áp lực của dòng loa bát 30. Thùng vỏ của nó thì nó là thùng gỗ sơn sần cát. Đôi này ngày hôm nay em bán giao lưu thanh lý cho các bác luôn nhá. 4731X sản xuất tại Mỹ. Sản xuất tại Mỹ. Thùng vỏ thì quá chuẩn luôn. Tất cả hàng từ bát chép đều được bao zin 100%. Quả bát này sẽ đánh giải bát súp. Quả bát bên trên này sẽ đánh giải trung âm. Quả chép này sẽ đánh giải chép cao. Đôi này nếu như các bác mua trên thị trường hiện nay nó rơi vào tầm khoảng 66 triệu đến 68 triệu một đôi này. Ngày hôm nay bán giao lưu với các bác với giá cực kỳ yêu thương nhá. Đôi này em bán cực kỳ yêu thương này. Giá một phát lên đường ngay này, lên đường ngay lập tức này. Bác nào không nhanh là không bao giờ có cơ hội này. Đố các bác em bán bao nhiêu nào? Đố các bác em bán bao nhiêu? Bao zin nhá, không zin cho thêm 100 triệu nữa đút vào thùng loa cho các bác luôn nhá. Với đôi loa này hiện tại em đang bán cho các bác với giá 45 triệu. 45 triệu không bao ship các bác nhá. Bác nào ở gần thì đến trở về. Chúng ta có cơ hội được một đôi loa phải nói rằng là không bao giờ có giá thứ hai. Mà chắc chắn không bao giờ các bác mua được đôi thứ hai với giá 45 triệu. Bọn em bán hàng bọn em biết. Bán giao lưu anh em để cho nó phát triển. Đây là cứ bán rẻ thì nhanh lên đường này. 738 về hàng đẹp như là bóc xốp. Xốp về phát là lên đường ngay. Cứ bảo làm sao anh Phương bán được nhanh, bởi vì là hàng thứ nhất là chuẩn chỉ bao zin, thứ hai là hàng giá tốt luôn cho bác ạ.
45 triệu mua được đôi loa 4731X. Em nói rằng một giấc mơ có lẽ rằng là không tưởng. Bác nào mua trên thị trường mà mua được đôi này với giá 45 triệu em cho thêm 10 triệu. Chỉ ngày hôm nay có duy nhất một đôi này thôi các bác. Cái này cứ bóc nội thất ra bán có khi phải được hơn cái giá tiền đó. Nhưng thôi bán giao lưu các bác 45 triệu cho lên đường cho nhanh nhá. Bác nào có nhu cầu đầu tư alo cho em. Xin cảm ơn các bác rất nhiều.